nên chọn hộp để dao nhà bếp nhật bản loại nào dùng tốt không lo gì xét bạn vừa mạnh tay chi cho một bộ dao bếp cực xịn sò vậy nên cũng sẽ không ngại việc nhía qua một vài hộp để dao nhà bếp giúp lưu trữ và bảo quản chúng đâu đúng không? đó nên là việc được xem xét nghiêm túc vì chọn hộp để dao như thế nào quyết định việc bạn luôn duy trì được vẻ bóng loáng của dao giúp chúng đạt được hiệu quả tốt nhất khi cắt thái và sử dụng hoặc ngược lại tàn phá bộ dao đắt tiền ấy bằng những cách không mong muốn nhất. Vậy nên chọn hộp để giao nhà bếp Nhật Bản loại nào dùng tốt không lo gì xét. Hay cùng shop Nhật Việt tìm hiểu nhé, nếu bạn cần một hộp đựng dao tuyệt vời để lưu trữ tất cả các con dao bạn đang sử dụng thì hãy thử tham khảo hộp đựng dao Nhật bằng thép không gì. Có lỗ thông gió này xem sao nhé. Hộp đựng dao bằng inox nội địa Nhật hàng cao cấp kiểu dáng hiện đại, thiết kế thông minh đa chức năng với khe đựng dao, thớt, đũa, muỗng giúp phân loại hiệu quả đồ dùng. Hộp đựng dao bằng inox sẽ giúp bạn bảo quản dụng cụ nhà bếp một cách gọn gàng, sạch sẽ. Không những thế nó còn rất tiện lợi chiếm ít diện tích. Hộp đựng dao kéo inox đa năng hàng chuẩn nội địa Nhật. Thông tin sản phẩm hộp đựng dao bằng inox Nhật Bản. Mã SPB07PYMYYQP. Màu sắc bạc. Kích thước, chiều rộng, 10,8cm, độ sâu, 19,5cm, chiều cao, 23cm. Chất liệu thép không gì với cảm giác trong suốt và chắc chắn và đơn giản, dấu lớn dấu lớn xem thêm, dép massage đá tự nhiên của Nhật mua ở đâu hàng chuẩn nội địa chất lượng nhất, tại sao nên mua hộp đựng dao bằng Inox Nhật Bản. Hộp đựng dao bằng Inox Nhật Bản là phiên bản cải tiến nhất hiện nay với nhiều ưu điểm vượt bậc. Làm bằng chất liệu thép không gì cao cấp cực bền, cô bám bẩn tạo cảm giác trong suốt và chắc chắn đa dao giá dao đa năng bổ sung một khe có thể đặt kéo nhiều dụng cụ có thể được lưu trữ cùng một lúc tiết kiệm diện tích cho căn bếp có khay hứng nước phía dưới có thể tháo phần đáy để vệ sinh một số loại hộp không tháo được hộp đựng dao bằng inox có thiết kế ngăn ngừa trượt với chống trượt kích thước của bộ phận để lưu trữ dao và kéo nhà bếp được mở rộng hơn Dễ dàng lau chùi, làm sạch có thể tháo phần đáy để vệ sinh, thay vì để linh tinh không đúng chỗ như trước đây mỗi khi đi tìm con dao hay cái kéo lại mất bao nhiêu thời gian. Nhưng từ khi mua hộp đựng này về mình thấy tiện lợi và gọn gàng hơn cả, chỉ việc để vào một góc bếp mà không hề tốn diện tích. Hộp để dao nhà bếp Nhật Bản hàng nội địa chuẩn chính hãng mua ở đâu? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order hộp để dao nhà bếp Nhật Bản giá tốt chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Phẩy chấm, ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết bộ dụng cụ làm bếp Nagao Subame Sanzo hàng nội địa Nhật Made in Japan của shop Nhật Việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu. Với mong muốn có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khách hàng khó tính nhất, shop Nhật Việt đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì những gì mà dịch vụ của shop mang lại